Xin chào anh em, hôm nay bên cửa anh em tiếp tục về thêm phiên bản JBL S8 Plus các bác ơi. Đây là một trong những mẫu sản phẩm Vanco lai số rất là hay rồi. Hiện tại thì giá nhà em đang xả chỉ có 1.200.000 đồng thôi và phải về thêm lô hàng mới ngay lập tức, bởi vì em cảm thấy là số lượng hàng trong kho không còn nhiều nữa phục vụ anh em. Thì là quyết định nhập thêm lô hàng mới để phục anh em khách hàng với phiên bản Vanco lai số JBL S8 Plus này các bác thấy. Hôm nay em về rất là nhiều đây. Và ngay bây giờ thì cùng với em kiểm tra lô hàng mới nhá, với mẫu sản phẩm JBL S8 Plus để xem là cái mẫu sản phẩm này có xứng đáng để các anh em lựa chọn nâng cấp và giảm máy âm thanh gia đình hay không. Và em cũng khẳng định luôn, nếu anh em khách hàng đã và đang lựa chọn phiên bản này rồi thì các bác sẽ cảm thấy hài lòng thôi. Bởi sao ạ? Giao diện đẹp mắt, nhiều tính năng tinh chỉnh, dễ dàng, đơn giản, thuận tiện cho anh em sử dụng. Và âm thanh của dòng này cũng rất là hay nữa, tiếng ấm nhá, dễ hát, độ lịnh tiếng cao. Đấy, các bác thấy này, lô hàng hôm nay về đây các bác kiểm tra luôn nào. Đấy, và giá thì bên em vẫn đang để giá tốt, mặc dù là ra Tết thì anh em biết rằng là nhập hàng về rất là khó. Và thứ hai nữa là bên kia họ cũng bắt đầu tăng giá rồi. Hiện tại thì giá này thì em vẫn đang để giá tốt nhất, là mặc dù nhà em nhập về cái giá thành nó đã tăng ít nhất từ 50 cho đến 100 nghìn một bộ, nhưng mà em vẫn luôn mong anh em khách hàng là mua hàng ủng hộ nhà em. Thì giá nhà em để cho anh em là 1.200.000 đồng, trong đó bên em bao ship và tặng dây rắc. Tính ra anh em mua một cái con vang mà giá chỉ hơn 1.000.000 đồng thôi, lại là dòng vang cơ lấy số hàng nhập khẩu nguyên chiếc như thế này, các bác thấy thế nào ạ? Đấy, anh em mua hàng bãi làm gì cho mất công, các bác mua cho em hàng mới dùng có bảo hành yên tâm hơn. Và đã mua cửa nhà cửa hàng nhà em, các bác chơi lâu dài rất là bền bỉ luôn cái dòng này thật sự. Đấy, dòng vàng cơ lai số JBL S8 Plus rất nhiều anh em đã và đang sử dụng rồi, rất là hài lòng. Đấy, cái, những cái phiên bản nào anh em xem em tùng review rất là nhiều ấy, những phiên bản nào nhà em bán liên tục ấy, chắc chắn đấy là những cái mẫu mà anh em khách hàng lựa chọn đặt hàng và rất là ưng ý. Đấy, các bác này, model này JBL S8 Plus này về rất là nhiều. Ok, và ngay bây giờ thì cùng với anh em mang lên trên nhà và cắm điện lên trải nghiệm lại một lần nữa chất lượng âm thanh để xem có xứng đáng cho cái giá thành của anh em phải bỏ ra với cái mẫu sản phẩm JBL S8 Plus hay không nhá. Các bác, đây là giao diện của dòng vàng cơ lai số JBL S8 Plus với hình thức giao diện rất là bắt mắt, và đây là cái phiên bản mới nhất của S8 Plus các anh nhá. Với thiết kế giao diện là 3 phím volume âm lượng tổng to này, thiết kế đèn led màu xanh lá cây tạo nên điểm nhấn cuốn hút nhất của dòng sản phẩm vàng này. Với 3 tính năng chế độ âm lượng tổng thì các bác đã biết, em Tùng làm rất là nhiều video dòng này rồi đúng không ạ? Nhắc lại cho anh em lần nữa cho anh em đỡ quên. Đó là 3 phím âm lượng tổng vô cùng quan trọng, mic echo vang nhại, âm lượng tổng nhạc với 3 phím volume thiết kế có đèn led nằm ngay chính giữa. Khi nhận hàng về, nếu như anh em chưa biết cách căn chỉnh làm sao cho hay, cho đúng, hay là các cái hiệu ứng âm thanh các bác chưa biết về định nghĩa, thì chúng ta chỉ cần vặn cho em đúng 3 phím tính năng âm lượng tổng ở trên này thôi. Còn lại các tính năng, các giải âm thanh 16 hiệu ứng này bên em đã hỗ trợ setup cài đặt luôn cho anh em rồi. Nên là khi các anh em nhận hàng về, chúng ta không cần phải quan tâm đến cái vấn đề các tính năng âm lượng này căn chỉnh như thế nào cho hay, cho đúng cả. Bác chỉ cần vặn cho em đúng 3 phím tính năng âm lượng tổng này lên là các bác đã có thể trải nghiệm âm thanh. Còn ngoài ra, nếu như anh em đã sử dụng qua những dòng vang trước đó, chúng ta đã biết cách căn chỉnh các hiệu ứng rồi, thì các bác cứ thao tác vặn cho em các phím tính năng, các chế độ như là echo sẽ có 3 tính năng delay, 2 cổng LR tương với lá trái lá phải, thêm tính năng repeat, đây là cái chế độ vang nhẹ nhanh chậm nhiều ít của tính năng echo. Tiếp theo là tính năng revert, sẽ có revert time, revert không gian, tức là revert âm lượng tổng, là revert volume và cắt tần số cao revert, và sẽ có thêm 2 giải, đó là giải bass và giải chép cho phần echo, tức là cái chế độ vang nhẹ của ba anh em sẽ có thêm cái chế độ bass và chép nữa, và cuối cùng sẽ là bass chép phần mic, phần nhạc và chịu cắt súp nữa. Các tính năng bass chung chép thì đa phần anh em sử dụng qua những cái thiết kế của cái những sản phẩm như là Omni hay những cái dòng vang trước là chúng ta đã biết rồi đúng không ạ, em không nhắc lại nữa. Và thêm các tính năng đặc biệt cho anh em lựa chọn lấy tín hiệu nhạc USB, cổng quang, Bluetooth, đường quad CL, đường aux trắng đỏ truyền thống cho anh em lấy nhạc TV, máy tính hoặc điện thoại di động. Tín hiệu cấp vào và chúng ta chỉ cần nhấn cho em input để chúng ta chuyển cổng tín hiệu nhạc đúng đường cổng vào thôi. Khi mà chúng ta nhấn input thì ngay lập tức trên mặt màn hình LCD ở trên này nó cũng sẽ hiển thị các cái đường cổng kết nối tín hiệu nhạc cho anh em. Có các đường cổng aux, đường Bluetooth, đường quang hay là đường cổng OPT cho chúng ta có thể lấy tín hiệu nhạc qua CL nữa. Đấy, anh em có thể là sử dụng lấy tín hiệu nhạc cho sao cho chuẩn nhất. Khi chúng ta lấy được tín hiệu nhạc vào thì các bác hãy để ý cho em, nó sẽ có một cái giải đèn led, đèn mưa rất là đẹp ở trên này để chúng ta biết rằng là chúng ta đã lấy tín hiệu nhạc thành công hay chưa. Đấy, và khá hay kẽ để ý cho em ở trên cái mặt màn hình mỗi khi chúng ta cất tín hiệu nhạc xuống nhá. Và với cái dòng sản phẩm JBL S8 Plus thì em cũng đã nhắc qua anh em rồi, ở thiết kế mặt sau đây anh có thể lựa chọn nâng cấp với bất kỳ một cái thiết bị nào, với cái dàn máy âm thanh như là Omni, đẩy để niềm vang qua các đường cổng RAL, anh em có thể ghép lối ca lông, hoặc là anh em có thể sử dụng ca lông với đường súp đó, anh em sử dụng hai đường cổng ca lông súp 1 súp 2, thêm đường cổng dây súp AV và có thêm tính năng led out cho anh
anh em hát livestream đó. Rất là nhiều tính năng đặc biệt tới từ mẫu sản phẩm JBL S8 Plus và giá thành chỉ có 1.200.000 đồng thôi, nên là anh em đừng bỏ qua cơ này. Sở hữu ngay cho mình một con vang vừa đẹp về mặt hình thức giao diện và vừa tốt về mặt chất âm. Với mẫu sản phẩm JBL S8 Plus thì cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh của lô hàng mới xem là với mức giá thành hiện tại 1.200.000 đồng có xứng đáng để anh em lựa chọn nâng cấp và dàn máy âm thanh gia đình nhà mình hay không. Thì cùng anh em nghe một chút âm thanh nhạc và sau đó thì test luôn tiếng mic cho anh em trải nghiệm âm thanh với chế độ intro của JBL S8 Plus nha. Đây là chế độ nhạc. Thanh nhà tới từ JBL S8 Plus rồi phải không ạ? Với chế độ bass trung chép vô cùng hiệu quả cho anh em muốn tinh chỉnh nhạc thì các bác chỉ cần thao tác vặn cho em ba phím âm lượng bass trung chép thôi, theo cái sở thích nghe nhạc anh em muốn nghe nhiều bass, muốn tiếng chép, tiếng lời sáng ra cứ căn chỉnh cho em ở trên này. Và phần nhạc thôi thì JBL S8 Plus cũng đã hoạt động một cách rất là hiệu quả rồi. Bây giờ đến phần rất là quan trọng, khi mà chúng ta sử dụng vang thì chắc chắn là chúng ta phải nghe được cái chế độ âm thanh vang vọng của những cái dòng vang. Và ở đây thì em cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ mic dây rẻ tiền cùng anh em test âm thanh về tính năng echo và về các tính năng reverb hay các giải bass trung chép và khả năng chống hú của JBL S8 Plus nhá. Alo, M256 7897 M256 5 6. Các bác nghe âm thanh tiếng xì này của tính năng reverb này hay là các cái tính năng âm thanh của echo chưa ạ? Rất ngọt ngào đúng không ạ? Khi mà chúng ta cất được ca tiếng hát của mình lên, các bác sẽ cảm nhận được cái chế độ âm thanh vang vọng của cái chất giọng. Khi mà chúng ta cất được ca tiếng hát thì chắc chắn rồi phải cần có tính năng echo để làm cho giọng hát của anh em trở nên luột là hơn này, dễ hát hơn, độ định tiếng. Thêm tính năng reverb nữa làm tô điểm cho cái giọng thật của anh em nổi lên cao hơn. Các giải bass trung chết đồng thời nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái giọng hát khỏe hơn, thanh thoát hơn. Và dòng JBL S8 Plus nó mang đến cho anh em cái trải nghiệm âm thanh nó chuyên nghiệp hơn nhiều so với những các thiết bị, đặc biệt là với âm ly. Và thử lại một lần nữa với JBL S8 Plus nhá. Ở đây 1 2 5 6 7 8 9 10. Ở đây gõ cửa trái tim và bạn em được vào. Đấy, các bác nghe âm thanh có cái độ lịnh tiếng cao của giải echo đúng không ạ? Em cũng đã thử một đoạn hát live nhỏ nhỏ thôi, anh em nghe thử xem cái âm thanh và cái giọng hát của mình khi mà chúng ta cất lên cái dòng vang JBL S8 Plus nó sẽ làm cho cái giọng hát thay đổi như thế nào. Các bác hãy đánh giá dưới phần bình luận video. Và quan điểm của cá nhân của em thì với cái dòng vang và với mức giá hấp dẫn như thế này rồi thì đây chính xác là một cái dòng vang rất là tích cực cho anh em lựa chọn nâng cấp và dàn máy âm thanh gia đình. Không nên bỏ qua một cái dòng vang rất là hoàn hảo cho anh em nâng cấp và dàn máy âm thanh. Và chỉ cần bỏ ra đúng 1.200.000 đồng cho bên, trong đó thì bên em đã bao ship tặng dây jack kết nối và hàng sẽ được bảo hành gia hạn BM Tùng Audio là 1 năm. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng thanh toán sau, BM hỗ trợ setup và cài đặt tất cả tính năng, những gì tốt nhất của BM Tùng hỗ trợ trực tiếp cho anh em khách hàng. Chúng ta hài lòng với mẫu sản phẩm và thiết bị âm thanh khi đặt hàng tại cảng Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay thì bên em bắt đầu về thêm lô hàng JBL S8 Plus, anh em đã thấy rồi. Anh em có nhu cầu với trang thiết bị âm thanh sản phẩm bên cửa hàng Tùng Audio, liên hệ ngay theo số điện thoại bên dưới màn hình 0979629336 để có ngay cho mình mức giá hấp dẫn nhất. Video của em tôi xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.